Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề tại sao luôn có một lỗ nhỏ ở cửa sổ máy bay. Nếu đã từng đi máy bay, có lẽ bạn sẽ để ý thấy một lỗ nhỏ nằm phía cạnh dưới của cửa sổ. Chi tiết tưởng chừng đơn giản này có nhiệm vụ cân bằng áp suất trong máy bay. Khi nhìn kỹ vào cửa sổ, bạn sẽ phát hiện ra kính cửa sổ được tạo thành từ 3 lớp riêng biệt, thường được làm bằng vật liệu acrylic. Mục đích của lớp acrylic trong cùng là để bảo vệ cho hai lớp phía ngoài. Khi máy bay càng lên cao, áp suất không khí càng giảm. Áp suất không khí bên ngoài thấp hơn rất nhiều so với bên trong máy bay, gây nhiều tác động vật lý có hại đến cửa sổ máy bay. Hệ thống cân bằng áp suất bên trong máy bay sẽ điều chỉnh cho áp suất bên trong máy bay ở mức an toàn và dễ chịu cho hành khách. Lớp acrylic ở giữa và ở ngoài cùng của cửa sổ máy bay sẽ phải chịu lực do áp suất chênh lệch gây ra. Cả hai lớp này đều có thể chịu được lực ép của áp suất, song nhờ có chiếc lỗ nhỏ trên cửa sổ nên chỉ có lớp ngoài cùng phải chịu lực. Theo một chuyên gia về hàng không, mục đích của lỗ thở nhỏ nằm trên tấm giữa là để cân bằng giữa áp lực bên trong khoang hành khách và khoảng trống nằm giữa các tấm acrylic. Do đó, áp lực của khoang hành khách sẽ chỉ ảnh hưởng tới tấm ngoài cùng. Trong trường hợp tấm acrylic ngoài cùng không thể chịu áp lực, dù rằng gần như không bao giờ xảy ra và bị nứt vỡ, tấm giữa sẽ đóng vai trò thay thế cho tấm ngoài. Dĩ nhiên, chiếc lỗ nhỏ trên tấm giữa sẽ cho một luồng khí nhỏ đi qua, song hệ thống cân bằng áp lực sẽ giải quyết phát sinh còn lại. Chiếc lỗ này còn giúp ngăn hơi ẩm và tuyết bám tụ trên cửa sổ. Điều này lý giải vì sao cửa sổ của bạn không bị mờ đặc mỗi lần máy bay đi qua các đám mây. Trong những chuyến bay dài, một lớp tuyết mỏng có thể tích tụ trong khu vực xung quanh lỗ thở. Vì nhiều chuyến bay có thể đạt đến độ cao mà không khí phía bên ngoài có thể sụt giảm ở mức âm 57 độ C. Ở trong phòng khách, quý khách hãy cúi thấp người và đi theo phía đèn báo thấp gần nhất. If there is smoke in the cabin, please stand low and follow the emergency lights to the nearest exit. Quý khách vui lòng đọc bằng hướng dẫn an toàn được đặt trong hướng ghế phía trước. Please read the safety information card stowed in the seat pocket in front of you carefully. Đối với hành khách ngồi gần hàng ghế có cửa thoát hiểm, cần lưu ý chỉ dẫn trên cửa thoát hiểm và chỉ được mở cửa thoát hiểm khi có chỉ dẫn của tiếp viên. For those who sit next to the emergency exits, please read the exit instruction carefully. Do not open the exit unless instructed by cabin crew. Tất cả các chuyến bay của Vietjet là chuyến bay không hút thuốc. Xin quý khách lưu ý không hút thuốc trong suốt chuyến bay, bao gồm cả thuốc lá điện tử. Smoking is prohibited on all Vietjet flights, including e-cigarettes and vaporizers.